Thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tức trưa nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức nước Pháp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố vững chắc những cơ sở, nền tảng trong quan hệ của Việt Nam với Pháp và cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời khai phá thêm những dư địa tiềm năng mới trong hợp tác với mỗi nước, góp phần đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Có thể nói, nền tảng của mối quan hệ Việt Nam-Pháp là sự liên hệ sâu sắc giữa hai nước tích lũy trong suốt chiều dài hàng trăm năm lịch sử. Cả Việt Nam và Pháp đều chia sẻ những nguyên tắc và giá trị nhất định để ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những thách thức khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, biến động khó lường. Rõ ràng, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục là yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của cả hai nước, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam-Pháp lên một tầm cao mới. Tham gia hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ đón chính thức do Tổng thống Pháp và Tổng thư ký Pháp ngữ chủ trì chào mừng các trưởng đoàn tham dự hội nghị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể về chủ đề sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương, trong đó có Pháp ngữ, trong việc thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức chung cũng như tận dụng các cơ hội có được từ sự phát triển của khoa học công nghệ. Trong thời gian tham dự hội nghị, nhiều lãnh đạo đứng đầu nhà nước và chính phủ của các nước Pháp ngữ, tổ chức quốc tế đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước để bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam, mong phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên cả bình diện song phương và đa phương. Tại hội nghị, Việt Nam đã được nhắc nhiều trong các thảo luận và được coi là hình mẫu phát triển trong cộng đồng Pháp ngữ. Tại phiên bế mạc hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ thành viên Pháp ngữ đã nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có tuyên bố chung Villers-Contires với cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững. Sau khi kết thúc các hoạt động hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong thời gian thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ đón chính thức, gặp gỡ báo chí, hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp, tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, hội hữu nghị Pháp Việt Nam, thăm trụ sở và làm việc với Tổng giám đốc UNESCO. Trong dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, gặp thị trưởng thành phố Le Havre, tại lễ khánh thành biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint-Adresse. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quyết định của chính quyền thành phố khi coi biển kỷ niệm là một phần di sản không thể tách rời của thành phố, gửi lời cảm ơn đến nhân dân Pháp, những người bạn thủy chung của Việt Nam đã luôn nỗ lực gìn giữ những địa điểm lịch sử ghi lại dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời là minh chứng cho sự gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam và Pháp ngày càng được củng cố và phát triển. Chúng ta luôn biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ đi trước đã không ngừng vun đắp cho quan hệ hai nước, trong đó đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những đảng viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và Hội Người An Nam Yêu Nước, tiền thân của Hội Người Việt Nam tại Pháp hiện nay. Có lẽ chính những năm tháng tại Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước là dịp để Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam gắn kết hơn với những người Pháp khi cùng chia sẻ các giá trị về hòa bình, tự do, đoàn kết, cùng nhau chung sức chống lại ách áp bức bóc lột trên thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện và thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới. Điểm nhấn quan trọng này khẳng định bước tiến đột phá sau 10 năm thiết lập và triển khai khuôn khổ quan hệ hợp tác chiến lược. Với quyết định này, Pháp đã trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Kết thúc chuyến thăm, Việt Nam và Pháp đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, trong đó khẳng định cam kết
làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị trước những thách thức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, cũng như quan hệ đối tác kinh tế, hợp tác vì sự phát triển bền vững và tự cường, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân.